Chúa ở cùng anh chị em. Bài kết thúc tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy 11 môn đệ đi về Galilê đến núi Chúa Giêsu đã chỉ trước. Khi thấy người, các ông thờ lại người, nhưng có ít kẻ còn hoài nghi. Chúa Giêsu tiến lại nói với các ông rằng: Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy cho muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy Thánh Chúa. Thưa anh chị em, lắng nghe các bài thánh kinh hôm nay thì anh chị em thấy ở trong bài đọc thứ nhất sách Công Vụ đó, Thánh Luca mô tả là Chúa Giêsu được cất lên trời và có cái áng mây bao phủ Ngài, khiến cho các môn đệ không còn nhìn thấy nữa. Rồi đến bài đọc thứ hai đó thì Thánh Phêrô lại dùng cái từ ngữ là Chúa Giêsu lên trời và ngự ở bên hữu Thiên Chúa. Những từ ngữ này rất quen thuộc với chúng ta, cụ thể là trong Kinh Tin Kính, anh chị em và tôi tuyên xưng là Chúa Kitô lên trời ngự bên hữu Thiên Chúa. Nhưng mà bây giờ tôi xin hỏi anh chị em chứ, thế giả như là có một người ngoài Công giáo đó, người ta hỏi anh chị em là Chúa của các anh lên trời rồi ngự bên hữu Thiên Chúa, thì ông ấy đang ở cái chỗ nào ở trên trời chỉ cho tôi coi, thì anh chị em trả lời sao? Có trả lời được không? Không trả lời được có nghĩa là mình tin mà mình không biết à? Đấy, coi thế mà khó. Đã từng có một phi hành gia của Liên Xô cũ tuyên bố rằng tôi bay bao nhiêu vòng chung quanh trái đất với bầu trời mà tôi có thấy ông Giêsu đâu. Những cái từ ngữ như là Chúa lên trời, Chúa ngự bên hữu Chúa Cha là những từ ngữ quen thuộc trong Thánh Kinh. Và anh chị em biết rằng Thánh Kinh đã được viết cách chúng ta tới 20, có khi là 30 thế kỷ. Và trong cái thời điểm đó thì cái thế giới quan của con người nó rất đơn giản, chứ không như chúng ta có được hiểu biết về vũ trụ ngày hôm nay. Cái thế giới quan lúc đấy người ta gọi là thế giới quan 3 tầng. Quan niệm là nó có 3 cái mặt phẳng. Trái đất của chúng ta là mặt phẳng quan trọng nhất, nằm ở giữa. Rồi thì ở trên đó thì có cái mặt phẳng nữa, nó là trời, Chúa với các thiên thần với lại các thánh ở đấy. Còn ở dưới này này, ai ở? Thưa quỷ. Cho nên là quỷ ở dưới hỏa ngục đó là nó ngoi lên để nó cám dỗ con người. Nhưng mà Chúa ở trên trời thì Chúa xuống để cứu chúng ta. Có bao giờ người ta nói là quỷ nó xuống không? Có ai nói là quỷ nó xuống không? Quỷ nó ở dưới hỏa ngục nó ngoi lên. Ê, trong một cái thế giới quan rất là đơn sơ, một cái thế giới quan quan niệm vũ trụ như là một thế giới 3 tầng như vậy, thì người ta dùng cái ngôn ngữ mà ngày hôm nay ta gọi là biểu tượng để diễn tả cái chân lý của lòng tin. Cho nên đừng có nông nả mà đi tìm xem Chúa Giêsu lên trời thì giờ đang ở cái điểm nào để mình tìm cách mình bay tới mình gặp gỡ, không có.
Nhưng mà đây là cái ngôn ngữ biểu tượng để diễn tả là khi Chúa Giêsu xuống trần thế, rao giảng tin mừng, cứu độ chúng ta, Ngài đã kết thúc cái hành trình trần thế bằng cái chết ở trên thập giá. Và khi đối diện với cái chết này, thì hầu như tất cả mọi người đều cho đó là sự thất bại. Nhưng khi Chúa Giêsu được sống lại từ cõi chết, thì đó là cái dấu chứng rằng Đức Giêsu chịu đóng đinh không hề là một sự thất bại, mà trái lại, đó là sự hoàn tất chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Và mầu nhiệm Chúa Giêsu lên trời ngày hôm nay là muốn nói với chúng ta rằng Chúa Giêsu đã thực sự hoàn tất chương trình cứu độ mà Thiên Chúa Cha trao phó cho Ngài. Cái ý nghĩa căn bản nó nằm ở đây. Và cùng với ý nghĩa đó thì ngày lễ hôm nay cũng gợi cho anh chị em và tôi ít nhất là một vài suy nghĩ cho chính đời sống làm người của mình và làm Kitô hữu của mình. Ở đây không có nhiều thời giờ, tôi chỉ xin phép được gợi lên với anh chị em hai suy nghĩ này. Thứ nhất đó, là khi Chúa Giêsu từ trời mà xuống để ở với chúng ta rồi thì Người lại về trời khi đã hoàn tất công trình cứu độ, thì Ngài chỉ cho ta thấy đâu là cái đích điểm cuộc đời con người. Và khi Ngài chỉ cái đích điểm cuộc đời con người thì Ngài cũng chỉ cho ta thấy đâu là hành trình cuộc sống mà một con người phải đi. Cái đích điểm nó quan trọng lắm. Tôi lấy một cái ví dụ rất đơn giản. Mấy tuần nay Sài Gòn nóng quá sức. Bây giờ anh chị em bảo đi tìm chỗ nào nghỉ mát cho nó thoải mái một tí. Thế có người thì bảo là đi Đà Lạt. Có người thì muốn đi xuống Long Xuyên, nó sông nước nhiều. Bây giờ nếu anh chị em xác định là đi Đà Lạt thì phải xác định rõ là tôi đi Đà Lạt, và như vậy ta sẽ chọn cái con đường đi ra phía Đà Lạt. Còn nếu tôi xác định là tôi sẽ đi xuống Long Xuyên thì tôi sẽ đi ra bến xe miền Tây, tôi lên xe để đi Long Xuyên. Chứ còn bây giờ mà tôi bảo tôi đi Đà Lạt mà chả nhẽ tôi đi ra bến xe miền Tây à, để tôi đón xe đi Cần Thơ à, thế thì bao giờ đến Đà Lạt, có mà Tết Congo cũng chả tới được. Đấy, cái đích điểm nó rất là quan trọng. Mình có đích điểm như thế nào thì nó sẽ hướng dẫn cái hành trình mà mình đi tới chứ. Thế bây giờ khi Chúa Giêsu lên trời là Ngài giúp cho ta xác định cái đích điểm của đời sống làm người, đó là trời cao, là nước trời. Dĩ nhiên anh chị em sẽ nói với tôi là cái chuyện đấy tôi xác định từ lâu rồi. Thưa đúng rồi, mình xác định và xác định trên lý thuyết thôi. Mình xác định trên lý thuyết thôi. Còn trong thực tế đó là mình vẫn đi cái con đường xuống Long Xuyên chứ không phải ra Đà Lạt. Tôi phải lỗi là nó vì vậy đấy. Chứ còn nếu mà anh chị em xác định một cách 100% và chọn cái con đường phúc âm thì làm gì mà phải xưng tội, phong thánh ngay từ bây giờ chứ còn gì nữa. Nhưng mà chúng ta xác định lý thuyết thôi, còn trong thực tế trời cao chưa hẳn đã là đích điểm để soi sáng và hướng dẫn hành trình chúng ta đi. Và vì thế nhiều khi ta lạc lối, đặc biệt là trong cái thời đại ngày hôm nay, khi mà cuộc sống quanh ta dù không nói ra một cách minh nhiên nhưng nó hàm ngậm cái ý tưởng rằng chết là hết. Mà chết đã là hết thì sống ngày hôm nay có nghĩa gì nếu không phải là chơi đi kẻo muộn, chơi cho nó đã, hưởng thụ cho nó thoải mái, chết là hết rồi. Còn một người Công giáo mà xác định rõ ràng chết không phải là hết, mà chết là đi tới trời cao,
thì cái cuộc sống hàng ngày của người đó nó sẽ khác. Tôi muốn gợi với anh chị em một cái suy nghĩ đó, gắn liền vào đó là một suy nghĩ thứ hai, lời Chúa Giêsu hứa với chúng ta trước khi Ngài về trời: Thầy ở với các con mọi ngày cho đến tận thế. Có thực sự Chúa Giêsu ở với chúng ta? Anh chị em nhớ lại câu chuyện đời của ông Thánh Phaolô, cái lúc mà ông còn được gọi là Sau-lê đó, ông chưa có trở lại đó. Thì lúc bây giờ là ông ấy hăng lắm, ông ấy đi xin giấy chứng của thầy thượng tế để đi bắt bớ tất cả những kẻ nào mà đi tin vào ông Giêsu. Và một hôm ông ấy đang phóng ngựa trên đường đi thì một luồng ánh sáng từ trời cao chiếu xuống và hất ông ấy khỏi ngựa. Và ông ấy nghe một cái tiếng từ trời phán xuống là: Sau-lê, tại sao ngươi bắt bớ ta? Ông ấy hỏi là: Ngài là ai mà tôi dám bắt? Và cái tiếng nói đó trả lời là: Ta là Giêsu mà ngươi đang bắt bớ. Ông ngỡ ngàng, ông đâu có đi bắt ông Giêsu đâu, Giêsu chết lâu rồi. Ông ấy đang đi bắt những người mà tin vào ông Giêsu kìa, vậy mà Giêsu lại bảo là ngươi đang bắt bớ ta. Hóa ra vậy, hóa ra là Ngài về trời nhưng Ngài vẫn ở lại với chúng ta và nên một với chúng ta đến cái độ mà những ai bắt bớ môn đệ của Ngài là bắt bớ chính Ngài. Ta là Giêsu mà ngươi đang bắt bớ. Chỉ có mỗi điều chúng ta giống như Sau-lê, mắt chúng ta như mù lại và ta không nhìn thấy sự hiện diện của Chúa trong thế giới, không nhìn thấy sự hiện diện của Chúa trong giáo hội mà thôi. Chứ còn thực sự Chúa vẫn ở lại với chúng ta. Và đặc biệt là Chúa ở lại trong bí tích thánh thể qua một cái dấu chỉ. Ngài không có mặt một cách hữu hình theo cái nghĩa là anh chị em đang thấy Ngài như là thấy linh mục dâng thánh lễ, nhưng mà Ngài hiện diện qua một cái dấu chỉ. Dấu chỉ đó là tấm bánh, là chén rượu, là dấu chỉ của một tình yêu tự hiến và một tình yêu muốn được nên một với người mình yêu. Đấy là dấu chỉ cụ thể nhất về sự ở lại của Chúa Giêsu trong cuộc sống của những kẻ tin Ngài. Thưa anh chị em, hai cái gợi ý này nó gắn chặt với nhau. Tôi nói nó gắn chặt với nhau là bởi vì trong cuộc sống tôi chả hơn gì anh chị em cũng thường xuyên bị cám dỗ để quên mất cái đích điểm của đời mình là trời cao, để rồi cũng xà mình vào những cái hưởng thụ trước mắt, thỏa mãn trước mắt. Thế thì mỗi một lần mà chúng ta đến nhà thờ, mỗi một lần chúng ta đặt mình yên tĩnh, chiêm ngắm và suy niệm với Chúa Giêsu qua cái dấu chỉ tấm bánh đó, là mỗi một lần ta được nhắc nhớ lại đâu là cái đích điểm đời sống và đâu là cái con đường cuộc sống mà tôi phải đi. Và hơn thế nữa, mỗi một lần ta đón nhận thánh thể vào trong tâm hồn mình là mỗi một lần mình đón nhận cái sức mạnh để trong cuộc sống hôm nay, cho dù ai nói ngả nói nghiêng thế nào đi nữa, ta vẫn một niềm xác tín vào cái đích điểm của đời sống là trời cao và vẫn có can đảm để đi trên con đường phúc âm mà Chúa Giêsu mời gọi. Như vậy thì chúng ta phải cùng nhau mà dâng lời tạ ơn Chúa trong thánh lễ này vì Người thường xuyên ở lại với chúng ta. Còn bây giờ, trước khi tiếp tục cử hành thánh lễ, chúng ta cùng tuyên xưng đức tin. Thánh lễ TV trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đăng ký kênh. Kính chúc quý vị luôn được mạnh khỏe, bình an trong Chúa và mẹ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.